Trong hai ngày 6 và 7 tháng 5, Đảng bộ phường Tấn Tài tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, các đồng chí trong tổ chỉ đạo Thành ủy cùng sự tham dự của 70 đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Trong nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, Đảng bộ phường Tấn Tài đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị phường, đạt được những thành tích quan trọng đáng khích lệ. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, chiếm trên 67%. Chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ định mức, việc đầu tư nâng cấp sửa chữa nhiều tuyến đường quan trọng, góp phần làm thay đổi bộ mặt phố phường, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, công tác giải quyết việc làm được tập trung đẩy mạnh, góp phần tạo việc làm mới cho lao động, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống, chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng người có công được quan tâm. Tổng số người có công đang quản lý tại phường là 129 đối tượng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh từng bước đi vào chiều sâu. Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, chất lượng dạy và học được nâng lên, hàng năm tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả quan trọng, đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ và cọ sát thực tiễn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Tấn Tài tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của phường để phát triển bền vững, tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó quan tâm khuyến khích tạo thuận lợi phát triển thương mại dịch vụ, tăng cường công tác an ninh đô thị, phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,5%, duy trì thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường ước tăng bình quân 8% trên năm, tỷ lệ hộ dân đủ điều kiện tham gia thu gom rác thải là 99%, giữ vững khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, phường duy trì đạt chuẩn phường văn minh đô thị, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. Qua 2 ngày làm việc nghiêm túc, đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ phường gồm 13 đồng chí. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức vụ bí thư đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 10 đại biểu tham dự đại hội đảng bộ thành phố Phan Rang Tháp Chàm khóa 12.